Em xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Miss Duyên dáng, Yoga Duyên dáng. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Em cũng là một huấn luyện viên yoga. Em rất may mắn vì là được học trong khóa học 500 giờ của Una Namaste, và trong khóa học đấy thì có chuyên đề là của thầy Kama, một trong những 8 bậc thầy nổi tiếng trên thế giới. Em từ lâu thì rất là ngưỡng mộ thầy và cũng đã mong ước được một lần gặp trực tiếp thầy. Thì một cái nhân duyên rất là may mắn là em lại được học ở ULA, và trong khóa của 500 giờ của ULA thì lại có tận 80 giờ học của chuyên đề của thầy Kama. Và thật sự là trong khóa học này em cảm thấy mình may mắn thật sự, bởi vì là em được gặp một cái người thầy mà em ngưỡng mộ. Thầy chia sẻ cho em rất là nhiều kiến thức, từ không chỉ là những bài tập yoga, kiến thức từ yoga, mà em biết đến một cái mà em rất là ấn tượng là cái chuyên đề về chi đô sa, tức là thể trạng của con người đấy. Thì đến bây giờ em mới biết là em là thuộc thể trạng đô sa nào đấy, và em phải tập luyện ăn uống như thế nào. Còn từ xưa đến giờ là em cứ không có hiểu biết, thì em cứ nghĩ là yoga thì ai cũng tập được và em cũng cứ tập thôi. Nhưng mà khi mà bây giờ đến được biết đến cái bài học của thầy đấy, thì em mới hiểu ra được là mình phải ăn những cái gì nó phù hợp với thể trạng của mình đó. Và em đã có những cái thay đổi một số cái thói quen, bởi vì em là thể trạng ca pha, gọi là lười, trì trệ, lười, nên là em biết mình như vậy em phải cố gắng tập luyện. Ví dụ như là trước em tập luyện chỉ một tuần 3 buổi, nhưng bây giờ theo như 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 cách của thầy hướng dẫn là một tuần em không được lười biếng, mà em phải tập 5 thậm chí là 7 buổi. Mà em đã, từ hôm em được học thầy như thế, em đã thực hiện đúng như vậy luôn. Đấy, em thầy bảo là không ăn sáng thì em cũng đã làm được cái việc đấy. Mà đúng thật, khi mà không ăn buổi sáng như thầy đấy, mà để tập luyện thì em thấy cơ thể rất là nhẹ nhàng, kể cả đầu óc em cũng rất là cảm thấy minh mẫn hơn á. Đấy, trí nhớ cũng tốt hơn. Em thật sự là em chân thành cảm ơn thầy và cảm ơn vô cùng vì đã được gặp một người thầy lớn như vậy, một người thầy nổi tiếng trên thế giới về yoga. Và cũng cảm ơn Una Namaste đã ký kết với thầy để cho chúng em được học trong cái khóa học này. Em rất mong rằng là sẽ còn được đồng hành cùng với thầy nữa ở trên cái con đường huấn luyện viên yoga, để em muốn lan tỏa tất cả những cái giá trị mà em được học từ một người thầy vĩ đại, muốn lan tỏa yoga đến cho mọi người. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lạc, bình an và hạnh phúc. Chúc thầy của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn giữ lửa, giữ năng lượng như người thầy hiện tại mà vẫn dạy, để chúng em nằm luôn luôn, thầy luôn luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già, để tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng không chỉ là Việt Nam của chúng em mà cả các nước trên toàn thế giới. Namaste, cảm ơn thầy rất nhiều.